Mến, Khương Ngọc được mệnh danh là một diễn viên rất là thông minh và hoạt bát. Là một người thông minh như vậy thì chúng ta phải kìm hãm cậu ấy lại. Mời Harry đọc tiếng Hàn Quốc. Dạ, Khương Ngọc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Vô luôn hả? Vô luôn anh. Vô luôn, không cho nói chuyện. Vô luôn, câu hỏi bắt đầu. Không được. Một lạng thịt heo là bao nhiêu gram? Cái gì? Một lạng thịt heo là bao nhiêu gram? Ôi Ngọc ơi, trả lời đi. 100. Chính xác. Yeah. Cái rổ nào bị thủng đáy mới được sử dụng? Cái rổ bóng rổ á. Đi ơi, anh thích em lắm. Em phải cho anh. Thôi mình đừng ở đây được không? Không cho nói chuyện Harry, đọc tiếp Harry. Harry không chớp mắt suốt 3 tiếng. Hỏi Harry đã làm cách nào? Nhắm mắt. Chính xác, lên. Trời ơi. Sào lông, cá lòng, tông, kỳ nhông. Con nào không có lông? Kỳ nhông, cá lòng. Con kỳ nhông có lông nha. Cuối cùng đáp án của anh là gì? Cá lòng tông không có lông. Không chính xác. Con kỳ nhông nó vẫn có lông mà. Anh ơi, sò lông có chữ lông, cá lòng tông không có lông. Kỳ nhông là chữ nhông chứ đâu có lông. Con nào không có lông hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, rồi tiếp đi, không sao. Nhà Trường Giang có nhiều lỗ trên mái nhà nhưng lúc dột lúc không, tại sao? Tại vì có mưa mới dột. Đúng. Yeah. Em không muốn nhắc anh luôn á, tại vì em biết anh trả lời được. Thông minh quá. Cái gì lúc cao lúc thấp, lúc to lúc nhỏ nhưng không nhìn không sợ được? À, cái cảm nhận. Không chính xác. Đáp án là âm thanh. Rồi, ok. Con khỉ đầu chó và con chó đầu khỉ, con nào có thật? Ê, cái con khỉ đầu chó có thiệt không vậy? Cả hai con đều có thật, tại mình có thể đổi cái đầu lên cái con đó đều có thật được. À, vậy là cả hai đều có thật. Đúng rồi. Dạ, đáp án là không chính xác. Phản đối. Chỉ có khỉ đầu chó thôi, không có chó đầu khỉ. Dạ, đáp án là con khỉ đầu chó. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Điền vào chỗ trống trong câu thành ngữ sau. Vẽ chấm 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 thêm chân. Cái đó thôi bây giờ mình vẽ rết đi. Tại vì con rết nó nhiều chân rồi, vẽ thêm chân vô thì nó cũng như là phí. Vẽ rết thêm chân. Không chính xác. Dạ, rắn. Dạ. Tức là cái câu đó là về nhà con rắn là nó đã không có chân mà nó còn kinh khủng khiếp như vậy mà nó mọc thêm chân nữa thì con nào địch nổi. Trên sân đá banh World Cup có tổng cộng bao nhiêu vòng tròn? Vòng tròn thì nói đại một vòng đi. Chính xác. Trên sân đá banh World Cup có tổng cộng bao nhiêu chấm tròn? 4 anh ạ. Không thể nào. 4. Cái gì? Cái gì? Chấm tròn mà, một chấm đi. Một chấm, không chính xác. 2 chấm phát đền nữa. Đáp án là 3 chấm. Còn 2 chấm phát đền nữa. Ôi trời. Rồi. Hiện tượng mặt trăng xuất hiện màu đỏ hồng khi di chuyển vào hình chóp bóng của trái đất đối diện với mặt trời gọi là gì? Nguyệt thực. Đúng, chính xác. Yeah. Dạ, như vậy là hết giờ. Tôi phản đối. Dạ, anh Khương Ngọc đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Yeah. Phản đối. Khương Ngọc dành cả tuổi thanh xuân để phản